Thưa quý khán giả, số ca mắc mới COVID-19 trong nước đang có chiều hướng gia tăng. Điều này cho thấy COVID-19 vẫn đang hiện hữu và diễn biến khó lường, cần tiếp tục đề cao cảnh giác trong công tác phòng chống dịch bệnh. Theo Bộ Y tế, thì chỉ trong ngày hôm qua, số ca mắc COVID-19 đã vượt mốc 1.000 ca. Đây là ngày có ca mắc COVID-19 cao nhất trong gần 6 tháng qua. Cụ thể, cả nước ghi nhận tới 1.031 ca mắc COVID-19 mới, có 14 trường hợp phải thở máy. Bộ Y tế cảnh báo dịch đang có nguy cơ lây lan, bùng phát trở lại và yêu cầu người dân không được chủ quan. Cùng với đó, người dân nên tham gia tiêm đầy đủ vaccine phòng COVID-19. Theo kế hoạch tiêm chủng của Bộ Y tế vừa được công bố, cả nước sẽ tập trung ưu tiên vào tiêm vaccine, bảo vệ nhóm có nguy cơ cao. Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá người đã tiêm vaccine hầu hết đều có miễn dịch. Nhờ đó, các trường hợp mắc COVID-19 có biểu hiện nhẹ hơn. Tuy đặc tính hiệu quả của vaccine trong phòng chống lây nhiễm với biến thể Omicron còn hạn chế, nhưng khả năng phòng chuyển nặng, nhập viện, tử vong thì hiệu quả. Theo kiến nghị mới, việc tiêm chủng tập trung ưu tiên cho nhóm người cao tuổi, mắc bệnh nền, suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai. Bởi nếu miễn dịch của nhóm này giảm, có nguy cơ cao dẫn đến chuyển nặng. Tăng cường công tác phòng chống không để dịch quay trở lại đang là quyết tâm của các địa phương. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã có văn bản chỉ đạo các địa phương phải tăng cường giám sát dịch, đặc biệt tại các cửa khẩu, khu vực biên giới. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo các sở ngành và địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Triển khai quyết liệt việc rà soát, vận động đối tượng tham gia tiêm chủng, nhất là nhóm có nguy cơ cao. Các địa phương phải chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, tăng cường giám sát tại cửa khẩu biên giới, trong cơ sở y tế và tại cộng đồng nhằm phát hiện sớm COVID-19 và xử lý kịp thời.